mình là khi năm này. Nay mình sẽ chơi sinh tồn cơ. Bạn ạ. Nay thì mình sẽ chơi với Minh. Lâu lắm rồi mình chơi với Minh ấy. Ở đâu? Lâu lắm rồi, đúng rồi, làm gì tuần trước mình có chơi với Minh đâu. Đúng được rồi. Tại vì mình không có thời gian rảnh nên là mình không ra nhiều video được. Không, em cơ. Em còn chưa bao giờ đăng nhá. Thích khi đăng luôn ý. Thì bọn mình làm gì có thời gian rảnh đâu mà đăng. Nên là mình mong các bạn thông cảm cho mình. Bây giờ học nó phải thi nhiều ý. Đúng rồi. Phải kiểm tra này, thi này, xong rồi phải chuẩn bị bài. Bây giờ là nhiều bài hơn hồi xưa ấy. Hồi lúc mà bố mẹ mình đi học ấy thì nó ít bài hơn. Bây giờ thì ôi sao không nhận quả được. Đây rồi. Vũ khí hủy diệt đã quay trở lại rồi. Là cái mà màu tím tím ý. Đâu? Nó trong vòng quay. Cái nào? Cái súng súng hồi xưa nó gọi là súng M1887 xuyên không ý. À đúng rồi. Sinh tồn nhá. Ui. Nó vào đống nát rồi. Ai cũng biết rồi. Đặt bom 5v5. Ý chơi cái gì mà đặt bom 5v5 ấy? Em chơi đặt bom 5v5. Thôi ý chơi đặt bom á. Ai biết đâu. Thì nó chỉ đặt bom thì... Bom. Nhưng chơi mà anh bom. Không biết đặt bom. Anh không biết đặt bom chết đặt rồi bom. Nhưng mà đặt bom. Em chưa thấy bom đâu mà đặt. Nhặt thì mình được mua súng này. Ừ. Không có bom mà đặt. Bom đấy. Đấy. Có bom mà đặt luôn. Làm bom chưa? Chém cứ đi ạ. Cảm giác mình gần vậy. Bắn đi. Ây ây ây. Làm bạn kia kìa. Thằng bạn không kỳ tốt. Bạn chết chưa? Ui, nó ném bom. Bom đi. Anh cũng chết rồi. Còn mỗi một đứa thôi. Chết rồi, chết rồi, chết rồi. Bom planted. Anh đặt bom ở B. Đặt bom kiểu gì? Ai chiếm được điểm mấy và sau đó nó sẽ kiểu bom ý. Attack B. Chết thật rồi em ơi. Gõ bom ấy. Để phần anh mua bom keo, mua bom mù.
bông bông mua bông kẹo á, mua bông kẹo là không chết được, mua bông kẹo không chết được đâu. Anh sẽ ra, anh sẽ chiếm khu A trước, ra chiếm khu A. Anh nghe thấy tiếng súng nhờ. Em đang bắn đấy. Còn một đứa nữa thôi, còn hai đứa, còn hai đứa bên kia. Cố lên bạn ơi, mình đã hạ một đứa rồi, bạn cố gắng lên nhá, chứ không là thất bại là bị thành công. Last round before the switch. Thất bại là mẹ đập con. Anh mua cả bông mù rồi. Này, có lấy bông mù không anh cho? Không có rồi. Bông rồi mù. Mình chiếm điểm A đi. Chiếm điểm A. Ê, có ngay chỗ điểm A. Nó bắn ở đâu đấy? Nó phục kích, nó có may phục gì lạ. Thì cũng chết rồi. Thì chết luôn. Con nó may phục hết rồi. Còn đúng một đứa. Đứa này có làm được gì không? Đứa nào? Bom phát đi. Nó làm được đấy. Đứa này. Đây. Bạn mang bài lên cho con nhé. Chết à? Nhé. Thì ngồi, thì mình ở đây chết à. Nếu bọn nó còn đặt bao ở bên kia nữa. Nhưng mà đặt bao ở bên kia chết. Chết hết. Đứa học cũng chết. Rồi. Chỉ cần người này sống sót. Nó chơi ngu á. Ừ, nó chơi ngu. Nó chơi gì cũng ngu, chơi ngu là giỏi. Giỏi. Nó đổi thế nào? Ừ. Có ai có chơi thì mua đi luôn. Đây. Anh sẽ có lợi vì là quân tấn công. Anh sẽ có mù. Anh sẽ đặt bông mù ở đây. Con đứa này lao ngáo. Lao ngáo chết luôn.
là nhéo chết luôn. Ui, bọn cái đứa này đấm thẳng vào đường tường là thế nào nhở? Ui, tại nó ngủ thế, ngủ vãi là quen quay à. Đây nó khiến cả đội thua luôn, nhiều có gà em nhặt quả ơi. Gì? Súng tiểu liên. Sao anh không có? Đây con bét nó em. Tờ súng. Thế anh thử vào nhân vật. Sao cầm gần? Không, đây là phải có bét cơ. Ồ, thế anh không có bét rồi. Để em xem. Hình như là bét súng đâu? Súng tiểu liên là khi giao tranh với nhau cũng được đấy. Trong tầm gầm bắt đầu đi. Em biết phải cho xuống gì rồi, tự liền. Video cũng là giới thiệu lại các bạn. Nếu như là sẽ gặp lại các bye bye.